chào các bạn. Cũng lâu rồi hôm nay mới có ngày thời tiết nắng đẹp. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn cái giống cây tiến vua. Sau một thời gian chăm đẵm thì cây nó cao như thế này rồi, thì bây giờ mình thu hoạch. Cái thu hoạch mục đích của mình là để ăn cái thân cọng. Cái thân cọng rất là giòn, và mình có thể mình phơi khô đi. Trường hợp mình để lâu quá thì cái giống cây này thân nó sẽ bị rỗng ra và nó sẽ bị già. Nó già, nó sơ thì cái thích hợp nhất cho mình mà thời điểm cái thân cọng của nó còn xanh và non, thì mình sẽ thu hoạch để mình trồng tất cả những cái giống cây khác. Đây là một trong những cái cây thân cây rau tiến vua. Khoảng 60 cm cho đến 80 là cô bác anh chị có thể thu hoạch được giống cái giống cây này. Và đây, khi mình bẻ ra, bên trong nó còn đặc, khi mình bẻ ra đây, bên trong của nó còn đặc xanh như thế này, thì là chuẩn để cho mình thu hoạch. Trường hợp mà các bạn để già quá thì nó sẽ bị rỗng trắng ở phía trong, thì là coi như là không ăn được. Với người Tàu thì người ta hay trồng cái giống cây này để phơi khô. Non, phải nói là non tuyệt vời. Giống cây diếp thơm nó phát triển giống như cây rau xà lách cuộn, xà lách trắng của nhà mình ấy. Khi mà trồng cái rau giống rau này thì cái quá trình phát triển nó cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 đến 6 tuần là tối đa thôi là các bạn có thể được thu hoạch cái giống cây này. Mình đã có cái video trước chia sẻ cái cách để mình tỉa lá làm sao để cho cái cây nó phát triển thân tốt, cho mình trồng, cho mình thu hoạch được hiệu quả, thì là cái video này đây là mình thu hoạch. Mình trồng ở ngoài nhà bóng này thì cái thời tiết nó không được điều độ, lúc thì nóng quá, lúc thì lại lạnh quá. Tuyệt vời luôn, cây nào cũng đặc. Đây là thành quả của những cây rau tiến vua sau những ngày tháng mình chăm đắm và thu hoạch được bội thu như thế này. Sau khi thu hoạch cái rau tiến vua thì các bạn tỉa bớt cái phần lá ở phía dưới này đi. Mình chỉ để đoạn thân cọng như thế này thôi. Nhặt hết cái lá vàng úa ở phía dưới. Lá của nó còn non xanh thì các bạn cũng vẫn cứ dùng luộc hoặc là xào được. Xào tỏi ăn cũng rất là ngon, hoặc là ăn lẩu. Năm nay thời tiết thất thường thì mình trồng cái giống rau này nó không được đều. Nhưng mà phải nói là cũng tuyệt vời rồi. Vẫn có cho mình thu hoạch thế này là quá là chuẩn rồi. Và cái cách để mà mình ăn cái giống thân cây tiến vua như thế nào thì sau khi mình thu hoạch cái thân cọng như thế này rồi thì các bạn dùng dao
mình tước hết cái vỏ này ra. Để mình ăn cái thân cọng ở phía trong. Rất giòn và thơm. Nếu mà mùa đông mình phơi khô thì cái giống này ăn nó giòn giòn sật sật, nó giống như cái calathầu mà các bạn thường hay mua ở siêu thị về để ăn. Mình gọt làm sao cái vỏ càng sạch cái lớp vỏ ở ngoài đây thì nó càng chuẩn. Trường hợp mà còn sót lại một tí là các bạn ăn nó sẽ bị dặm dặm cái mồm, bởi vì là cái vỏ ngoài nó rất là cứng, nó không được như cái ruột, cái thịt ở trong. Đây, như thế này là đã chuẩn. Và mình có thể mình thái chéo ra mình xào. Ở bên ngoài mà nó xanh mướt mà bên trong nó đặc xanh như thế này là chuẩn. Trường hợp mà để già quá là nó sẽ bị rỗng ở phía trong, là coi như mình không ăn được cái thân cọng nữa. Chính vì thế thì giống này là các bạn khi trồng phải thu hoạch lựa đúng thời điểm. Cây mà nó non là chuẩn luôn đây. Mình thái dao và nó mềm mà nó rất là dễ tước. Xào làm nộm làm gỏi. Nấu canh linh mít xương thịt đều được hết cái rau tiến vua này. Sau khi thu hoạch cái cây tiến vua xong thì các bạn làm sạch cái vỏ, tước sạch vỏ ra như thế này. Cho nó chỉ lấy cái thân ở phía trong. Sau đó mình thái ra hình tùy. Các bạn có thể thái chỉ, rồi thái chéo như thế này. Xong bắt đầu đưa ra ngoài nắng phơi khô để ăn dần. Đấy là trong cái quá trình cây rau tiến vua trồng tại vườn để lấy cái thân phơi khô dùng vào mùa đông. Khi mà không trồng được rau thì mình đã có những cái rau dự trữ của mùa hè, chẳng hạn như cái rau tiến vua này. Sau khi cái rau tiến vua trong quá trình mình phơi khô đi thì nó đã khô đét lại như thế này rồi. Các bạn có thể đóng gói, hút chân không hoặc cho vào trong những cái chai nhựa, chai thủy tinh mình giữ để cho trong quá trình mùa đông mình bỏ ra mình ngâm nước, rửa sạch trước khi chế biến các món lộm xào, ăn nó rất là giòn và ngon. Cái này là cái chuẩn nhất để mà khi mà mùa hè mình trồng được nhiều cái giống cây rau tiến vua như thế này, mình làm khô để phục vụ vào mùa đông khi mà thời tiết lạnh âm độ, có băng tuyết, không có cơ hội để mình trồng những cây rau Việt thì đã có những cái rau này dự phòng. Giống này thì các bạn nên lựa vào cái thời tiết mà khoảng vài ba ngày nó nắng nóng thì mình thu hoạch, mình phơi thì cái tốc độ nó khô nhanh hơn. Rất là thích. Một đợt trồng mình trồng khoảng 200 cây này, 200 cây rau tiến vua này thôi thì mình sẽ phơi khô đi. Một số cái cây mà khi mình chăm nó tốt quá mà nó bị con sâu hay là con sên nó cắn, nó bị rách ra như thế này thì mình cũng phải thu hoạch. Trường hợp các bạn để thì nó sẽ bị hỏng. Rất là dễ, có thể mình dùng tay mình cũng tước được cái vỏ của cái giống cái cây tiến vua này. Thơm, thơm của cái mùi lá lép. Có thể gặm ăn như mía được ngươi. Ngọt. Hơi ngâm ngâm một chút nhưng mà khi xào lên thì nó lại ok. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Vinh Lê sẽ cập nhật tất cả những video mà cách chăm trồng
những cái giống cây rau Việt như thế nào mà nó hiệu quả cao khi mà ở các quốc gia ôn đới, thời tiết lạnh. Một năm 365 ngày lúc nào cũng sẽ có rau và có từng loại rau để trồng theo từng tháng, từng mùa, từng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.